Dạ vâng, em chào các anh chị ạ. Nay em có những con âm ly karaoke bãi BMB hàng xịn của Trung Quốc ha. Đã thương hiệu BMB model là DAX850. Em về được thêm 4 con nữa này, 3 con có nắp và 1 con cũng không có nắp ha. BMB DAX850. Con này là dòng âm ly karaoke. Đây là một cái đồ chỉnh của nó nằm ở phía dưới đây, nằm cái nắp này ha. Đây là nút volume này, nút echo và nút volume của mirror ha. Ba đường mirror ghim vô đây. Hiện tại em đang ghim sẵn một đường rồi, tôi xem sẽ test karaoke để cho các bác xem ha. Rồi em sẽ mở nguồn lên này. Đó, đây là cái nguồn của nó có những cái đèn rất là đẹp ha. Đó, đang nháy này. Đó, khi mà nó nháy xong á, là nó sẽ lên những cái đèn đỏ này là đóng rồi đen ha. Đóng rồi đen là nó sẽ vô nhạc rồi. Đó, và bên trong là cấu hình của nó đây. Thứ nhất là cục nguồn tăng phô, nguồn xuyến rất là to này. Đó, vị nguồn này. Còn bên đây là vị công suất này. Công suất được chạy 8 sò ha, được chạy 8 con sò. 8 con sò Toshiba ha, và 4 con tụ lọc nguồn này. Với cấu hình này, quý vị có thể đánh được 2 lô bát 20 chẳng hạn, như là những dòng loa BMB này, những dòng loa Bose này, hoặc là những dòng loa Pioneer hàng bãi của Nhật hoặc là hàng bãi của Mỹ ha. Đó, 2 lô Bose luôn. Đó. Cấu hình tuột gan còn đẹp, cũng như là em sẽ bao zin xịn 100%, chưa sửa chữa cũng như là chưa bất kỳ thay thế một linh kiện nào ha. Về mặt sau này. Đó, mặt sau. Đây là đường vô này. Đường vô em sẽ ghim ở phía ngoài này, còn đường trao loa đây, còn phía bên đây nữa là đường cổng loa xúc điện ha, điện ở điện 220V, đã hàng bãi xịn của Trung Quốc nên họ sẽ điện 220 ha. Rồi, và ngay sau đây em sẽ test cho anh em nghe một đoạn nhạc này, và trước khi test em sẽ giới thiệu sơ qua những nút chỉnh này. Thứ nhất là một cái nút chỉnh bass này, bass là music tone này, là bass mid chép của nhạc ha. Còn phần echo này, echo nó có ghi ở đây là echo này, đây là phần rep và phần bị delay. Đợt delay có nghĩa là mình làm cho cái đuôi nó nhảy nhiều hay ít, còn chỗ này là rep này là cái echo nó nhảy nhanh hay hoặc là chậm ha. Còn sắp bên đây là phần mid tone này, mid tone có nghĩa là phần bass, phần chép và phần bass mid chép của micro ha. Đó, ba cái hàng này là hàng micro này là mid tone. Còn về phần volume của micro là 1A1B và 3, tương ứng với lại những cái nút này ha. Đó, hiện tại những cái nút này em đã chỉnh sẵn hết rồi, cứ vị chỉ việc ghim micro cho nó hát thôi. Còn đây là phần echo tổng này, mình muốn ít echo mình giảm xuống, hoặc là mình muốn nhiều echo mình sẽ giảm lên ha, hoặc là mình giảm lên tới số 5 luôn là hát vừa rồi, em chỉnh hát vừa này ha. Còn đây là phần volume của micro, ví dụ hát nặng thì mình có thể nâng lên, hoặc là nâng lên nó hú quá mình có thể giảm xuống ha, giảm xuống một tí thôi. Đó, hàng này hàng zin xịn đẹp. Đó, em về từ 4 con ha, và ngay sau đây em sẽ test đoạn nhạc trước rồi em mới hát karaoke để cho quý vị nghe trên cái con Abdi BMB này ha. Em đang đánh với lại cặp loa 4 tấc của Yamaha hàng mỹ xịn ha, đánh rất là căng đét luôn. Đấy, em đang test này. Và ngay sau đây em sẽ test karaoke trên con âm ly BMW này ha.